Thưa quý khán giả, ở hiền gặp lành là câu nói người ta thường nhắc tới mỗi khi gặp được chuyện may mắn vui vẻ. Câu nói này cũng rất phù hợp để nói về hành động đáng quý của một cô gái bán vé số trong câu chuyện mà chúng tôi mở đầu trong buổi sáng ngày hôm nay. Sau khi bán vé số cho khách được một lúc, cô gái đếm lại tiền và giật mình chạy đến gõ cửa xe ô tô của người mua. Cô trình bày rằng muốn trả lại tiền thừa vì ban nãy anh đưa dư tiền. Sợ anh khách hiểu nhầm, cô gái liên tục xin lỗi và giải thích rằng ban nãy do cô đếm không kỹ nên cầm nhầm. Giờ phát hiện ra thừa 100 càng nên tìm anh để trả lại. Đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại câu chuyện mà cô gái nói. Dạ em xin lỗi, ban nãy em lỡ lấy của anh 100 càng. Em đếm tiền mà lộn, cuối cùng bị dư. Chỉ hành động nhỏ cũng cho thấy rõ tính cách thật thà, hiền lành toát ra từ cô gái bán vé số. Trước sự thật thà dễ mến của cô gái bán vé số, vị khách hào phóng tặng lại cô 100.000 đồng. Câu chuyện khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng cảm thấy ấm lòng vì hành động đẹp của cả cô gái bán vé số và vị khách tốt bụng. Nhịp sống ngày mới sáng nay tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Thực hư đoạn clip làm đẹp cá bả trầu tại chợ Tam Kỳ gây lo lắng cho người tiêu dùng. Cảnh báo nguy cơ mất tiền khi chuyển khoản ngân hàng bằng wifi công cộng. Mười ba tỉnh thành phố công bố thưởng Tết cao nhất gần 5 tỷ 700 triệu đồng. Chưa từng có trong lịch sử, 78.500.000 đồng một lượng vàng. Chuyên gia cảnh báo người dân cẩn trọng đầu tư chốt lời. Vài ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại hình ảnh một tiểu thương ngồi trong góc kính, lén lút tẩm nhúng chất lỏng màu hồng đỏ lên những con cá bả trầu được đặt trong chiếc rổ để chuẩn bị bán cho người mua. Xem clip nhiều người bất bình, lo lắng, không rõ phẩm màu mà người phụ nữ tẩm lên những con cá là loại gì, có độc hay không. Ngay trong hôm qua, ban quản lý chợ chính thức lên tiếng làm rõ thực hư. Bà Vũ Thị Thanh Nga, trưởng ban quản lý chợ Tam Kỳ cho biết, qua xác minh và xác định người trong clip là tiểu thương ở chợ. Chất lỏng màu hồng đỏ được người bán đổ lên cá là nước xịt tinh dầu hoặc dùng bột màu làm mứt hòa ra bôi lên cho cá có màu đỏ, bởi vào mùa lạnh con cá bị nhợt màu. Đây là bí kíp của một vài tiểu thương ở chợ và hoàn toàn không có chất độc hại nào. Tuy nhiên, ban quản lý chợ cho biết có đi nhắc nhở tuyên truyền không được thực hiện tiếp bởi mọi người nhìn vào không hiểu hết được. Trước hết là ảnh hưởng đến buôn bán và ảnh hưởng tình hình trật tự chung của thành phố. Bất cứ tin đồn nào chưa rõ thực hư, chưa được kiểm chứng, nhưng người dùng mạng nếu quá vội vàng chia sẻ, ảnh hưởng trước hết chính là những người lao động. Cũng là câu chuyện liên quan đến mặt trái của Internet. Nhiều người có thói quen đến địa điểm công cộng như là nhà hàng, quán ăn hay tiệm cà phê, sử dụng mạng wifi công cộng để lướt mạng, kết nối với bạn bè hay thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến. Nhưng ít ai biết rằng thói quen này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, trong đó có việc bị kẻ xấu vét sạch tiền trong tài khoản. Cơ quan công an nhận định nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, mất tiền trong tài khoản ngân hàng có thể xảy ra khi người dân lui tới các địa điểm công cộng và truy cập vào mạng wifi giả mạo do kẻ xấu tạo ra, có tên chống hệt với tên của các mạng wifi công cộng chính thống. Hành vi tạo lập các mạng wifi giả mạo thực chất là biến tướng của chiêu trò phát tán những tin nhắn như thông báo đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, thông báo tài khoản ngân hàng đang bị đăng nhập bởi một thiết bị khác hay trúng thưởng các đồ dùng có giá trị. Mục đích là để dẫn dụ những người dạ dạ cả tin click vào những đường link có chứa mã độc. Khi kết nối wifi công cộng, thiết bị thông minh của người dân
cũng có thể tiếp xúc với các thiết bị nhiễm virus hay phần mềm độc hại. Từ đó, kẻ xấu lợi dụng để chiếm quyền điều khiển điện thoại, chiếm đoạt tiền khi thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến. Để không rơi vào tình huống bị mất tiền khi thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến, cách tốt nhất là người dùng sử dụng mạng 3G, 4G có sẵn trên điện thoại của mình. Nếu trong máy tính hay điện thoại có nhiều dữ liệu quan trọng, thì chúng ta nên hạn chế hay tốt nhất là không nên sử dụng Wi-Fi công cộng. Cũng không nên truy cập Wi-Fi công cộng để cài đặt các ứng dụng trên điện thoại. Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo, trường hợp lỡ sử dụng mạng Wi-Fi công cộng để thực hiện các giao dịch quan trọng, thì nên thực hiện đổi ngay các mật khẩu liên quan đến những giao dịch vừa thực hiện. Bởi rất có thể những thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng rơi vào tay của hacker. Việc đổi mật khẩu giúp người dùng bảo vệ được quyền kiểm soát tài khoản của mình. Năm nay, thì số vụ lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam tăng gần 65% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 40% so với nửa cuối năm ngoái. Có tới hơn 20 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng, thường nhắm tới vào người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, thanh niên, công nhân, người lao động, nhân viên văn phòng. Trên các nền tảng mạng xã hội gần đây, nở rộ tình trạng quy động vốn thông qua nhiều hình thức như là đầu tư tài chính, tiền ảo. Đối tượng nhắm tới mở rộng cả người nổi tiếng như các doanh nhân, chủ doanh nghiệp, hoa hậu, người đẹp, cán bộ hưu trí. Người đại diện của doanh nghiệp có kinh nghiệm chia sẻ thông tin đầu tư. Mục tiêu là chèo kéo người chơi nộp tiền vào tài khoản trên app, sau đó chiếm đoạt. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vì tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trở lại diễn biến mới nhất trong quá trình Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung hậu Tổng 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan. Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung hậu Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước, phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung hậu Tổng 68 được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cấp phép khai thác hơn 1.500.000 mét khối cát, cung cấp cho 4 công trình thuộc dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Mỏ cát khai thác nằm trên địa bàn xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới. Lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp, Chủ tịch công ty là Lê Quang Bình chỉ đạo khai thác tới hơn 4.700.000 mét khối cát, trị giá tạm tính hơn 250 tỷ đồng. Công ty bỏ ngoài sổ sách, không khai báo và nộp nghĩa vụ tài chính với số cát khai thác vượt giấy phép hơn 3 triệu mét khối này. Để tiêu thụ số cát khai thác trái phép thu lợi bất chính, ông Bình cùng đồng phạm thông qua các công ty trung gian cho mình thành lập để quản lý mua hóa đơn đầu vào khống. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu khởi tố tổng cộng 22 người, trong đó 7 cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và Trung tâm Quan trắc bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nhu cầu lớn trong khi nguồn cung khan hiếm là lý do khiến cát trở thành mặt hàng nóng trong năm nay. Dự báo Việt Nam còn cần một lượng lớn cát để phục vụ công trình giao thông quan trọng. Do đó, dự kiến dùng cát biển thay thế cát sông đang trở thành vấn đề được đặc biệt quan tâm. Nội dung này chúng tôi còn đề cập sau ít phút. Thưa quý vị, 2023 cũng là năm thị trường chứng kiến giá vàng tăng kỷ lục và đang đắt đỏ nhất mọi thời đại. Ngày 22 vừa qua, giá vàng miếng SJC chọt lên sát 77 triệu đồng một lượng, cao nhất lịch sử, xóa đổ kỷ lục 74 triệu đồng từng lập vào tháng 3 năm ngoái.
Chưa dừng lại, đỉnh mới của giá vàng miếng SJC là trong phiên chiều qua, doanh nghiệp vừa thông báo điều chỉnh biên độ tăng lên khoảng 1 triệu 300 ngàn đồng một lượng, thì chỉ một tiếng sau, mức tăng nhảy lên 1 triệu 700 ngàn đồng, đẩy giá bán ra vàng miếng SJC bật lên 78 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Đây cũng là mức giá cao nhất mọi thời đại và tiếp tục xô đổ hàng loạt kỷ lục về giá trong một tuần trở lại đây. Chiều qua, sau phiên tăng nóng, một số doanh nghiệp chốt giá bán vàng miếng SJC lên tới 78 triệu 500 ngàn đồng một lượng. Do biên độ điều chỉnh tăng quá mạnh, khiến các cửa hàng kinh doanh vàng nới rộng chênh lệch giá mua và bán từ 800 ngàn đồng một lượng lên 1 triệu cho đến 1 triệu 200 ngàn đồng một lượng. Tính chung cả năm, giá vàng miếng SJC tăng 9 triệu 400 ngàn đồng một lượng. Cụ thể, từ hơn 67 triệu ngày 15 tháng 1 lên 76 triệu đồng một lượng vào sáng 22 tháng 12. Giá vàng nhẫn cũng tăng tương ứng 8 triệu đồng một lượng, từ khoảng 55 triệu đồng một lượng lên hơn 63 triệu đồng một lượng. Những ai mua vàng miếng SJC vào đầu tháng 11 khi quanh vùng 70 triệu đồng một lượng, thì đến nay, sau khi trừ đi chênh lệch giữa giá mua bán cũng lời được 7 triệu đồng một lượng, tức kiếm lợi nhuận 10% trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tháng. Còn nếu tính từ đầu năm, vàng SJC tăng hơn 18%, mức sinh lời hấp dẫn hơn nhiều so với các kênh đầu tư khác như đô la Mỹ, tiền gửi tiết kiệm. Phân tích lý do giá vàng trong nước liên tục tăng mạnh, chuyên gia kinh tế cho rằng thời gian qua lãi suất liên tục giảm, đầu tư khó khăn. Do đó dòng tiền có xu hướng chảy sang kim loại quý. Tâm lý mua vàng còn giữ được giá khiến nhiều người ưu tiên vàng hơn. Ngoài ra, giờ đang cận dịp cuối năm, nhu cầu mua vàng trang sức phục vụ đám cưới đám hỏi tăng lên cũng kích thích khiến giá vàng tăng. Trong khi cầu tăng mà cung không có, đẩy giá vàng miếng SJC bước vào quỹ đạo tăng nóng trở lại. Có nên rút tiết kiệm mua vàng hay vàng đang đà tăng mạnh, có nên dùng hết tiền thưởng cuối năm để mua tích trữ? Đây là những câu hỏi được nhiều người đặt ra thời gian gần đây. Đứng trước biến động này, tâm lý chung của nhiều người cầm tiền là sốt ruột. Một số người không cần cài mua vàng tích trữ gây khi giá lên mức cao chưa từng có, sợ bỏ lỡ cơ hội. Điều này cũng phần nào lý giải việc vàng không cần xô đổ các kỷ lục về giá. Đơn giản là có người mua sẽ có người bán. Có cầu, ắt có cung. Cầu càng lớn thì giá càng cao. Mặc dù nhận định giá vàng tiếp tục tăng, nhưng nhiều chuyên gia vẫn cảnh báo người dân nên tỉnh táo khi đầu tư. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 16 triệu đồng một lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn khoảng 2 triệu 600 ngàn đồng một lượng. Chênh lệch mua bán vàng cũng lên tới 1 triệu đồng một lượng, do vậy rất khó kiếm lời. Theo các chuyên gia, sự chênh lệch lớn này đến từ sự độc quyền vàng miếng thương hiệu SJC, thị trường vàng miếng trong nước và quốc tế không liên thông với nhau. Với Nghị định 24 năm 2012 và sau này là Nghị định 94 năm 2017, kinh doanh vàng trở thành hoạt động kinh doanh có điều kiện, nằm trong danh mục quản lý của Ngân hàng nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, độc quyền xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, thực hiện mua bán vàng miếng trên thị trường trong nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định 24 được đánh giá là đạt được mục tiêu hỗ trợ ngân hàng nhà nước ổn định thị trường vàng, ngoại hối hơn 10 năm qua, giúp cơ quan điều hành không phải lo ngại về sự biến động thị trường vàng tác động đến thị trường ngoại tệ. Thành công của nghị định là loại bỏ rủi ro giá vàng ra khỏi hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trước đây, các tổ chức tín dụng được huy động bán vàng huy động cho dây. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, sau hơn một thập kỷ, tình hình dần khác và có những quy định không còn phù hợp. Giới kinh doanh cho biết, với chênh lệch giá lớn, thực trạng buôn lậu vàng về Việt Nam trở nên căng thẳng. Trong khi chịu doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vàng bạc phải thu hẹp hoạt động hay giải thể. Người tiêu dùng phải mua vàng với giá đắt đỏ, trong khi thị trường khan hiếm về chủng loại và chất lượng. Câu chuyện thị trường vàng Việt Nam một mình một chợ trở thành đề tài được giới chuyên gia thảo luận lâu nay và được các đại biểu đưa ra diễn đàn Quốc hội hồi giữa năm ngoái, chất vấn lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước. Trong cuộc họp với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng về công tác quản lý thị trường vàng hồi tháng 7 năm ngoái, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khẳng định cơ quan quản lý thanh tra kiểm tra và không một doanh nghiệp nào có thể thao túng vàng SJC. Các doanh nghiệp chỉ hưởng chênh lệch mua vào bán ra. Nếu người dân lựa chọn SJC thì mua giá cao hơn và kỳ bán giá cao hơn.
Việc sửa đổi Nghị định 24 được Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam và một số chuyên gia đề xuất, nhưng quan điểm của cơ quan quản lý cho đến thời điểm này vẫn là không khuyến khích đầu cơ vàng miếng, kiên định mục tiêu chống vàng quá, đô la quá nền kinh tế. Do đó, những ai đang quan tâm đến việc mua, nắm giữ vàng đều nên lưu ý điều này. Việc đầu cơ lướt sóng trong điều kiện chênh lệch 2 triệu mua vào bán ra lên tới cả triệu đồng mỗi lượng vàng trong thời điểm hiện tại khá rủi ro với người dân. Chẳng hạn, theo tính toán, người mua vàng tại mức đỉnh vào ngày 22 vừa qua, đến sáng 23 thì cầm lỗ ngay 1 triệu 400 ngàn đồng mỗi lượng do giá giảm 400 ngàn đồng so với đỉnh và chênh lệch mua bán là 1 triệu đồng. Hơn nữa, việc dây tiền mua vàng thường không được khuyến khích. Đặc biệt, trường hợp dây mượn sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao để lướt sóng ăn chênh lệch ngắn hạn trong lúc giá vàng đạt trạng thái tăng nóng, rõ ràng là mạo hiểm. Nhịp sóng ngày mới sáng nay tiếp tục với những thông tin. 13 tỉnh thành phố công bố thưởng Tết cao nhất gần 5 tỷ 700 triệu đồng. Sóc Trăng xác định được khu vực biển có thể khai thác cát phục vụ thi công cao tốc. Liên tiếp có tàu cá gặp nạn bởi thời tiết trên biển trở nên nguy hiểm hơn khi có những đợt gió mùa đông bắc. Thời điểm cuối năm, nhiều người lao động đang thấp thỏm chờ thưởng Tết, bởi đối với nhiều người, đây được coi như tháng lương thứ 13. Hôm qua là hạn chót các tỉnh thành phải báo tình hình tiền lương và thưởng Tết cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trong chiều qua, xuất hiện mức thưởng Tết nguyên đán gần 5 tỷ 700 triệu đồng dành cho lãnh đạo doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An. Đây được xem là mức cao nhất trong các năm qua. Mức thưởng gần 5 tỷ 700 triệu đồng được Long An ghi nhận có thể sẽ xác lập kỷ lục mới về thưởng Tết cao nhất cả nước. Những năm gần đây, mức thưởng Tết cao nhất thường dao động từ 1 đến 2 tỷ đồng. Ngoài mức kỷ lục này, số tiền thưởng cao nhất ở các tỉnh thành còn lại giảm mạnh so với năm ngoái. Ví dụ như Bình Dương, Tết năm trước mức cao nhất gần 900 triệu đồng, năm nay chỉ hơn 360 triệu đồng, giảm gần 2,5 lần. Ở Cần Thơ, mức thưởng cao nhất hơn 96 triệu đồng, trong khi năm ngoái là gần 140 triệu đồng, giảm 1,4 lần. Đại diện công đoàn các tỉnh phía Nam nhận định, thưởng Tết năm nay cao hay thấp còn tùy thuộc vào ngành thị trường xuất khẩu. Do ảnh hưởng của tình hình thế giới, các ngành sản xuất như gỗ, dệt may, da giày bị hụt đơn hàng. Nhiều nhà máy đông công nhân ở các tỉnh phía Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai phải giảm lao động. Công nhân nhiều doanh nghiệp thiếu việc làm, thu nhập giảm. Do đó, trên toàn thị trường lao động, mức thưởng Tết sẽ giảm, nhất là tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mức thưởng Tết được các tỉnh thành công bố dựa vào số liệu báo cáo của một số doanh nghiệp trên địa bàn. Theo lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, luật không bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng Tết. Song, khoản này thể hiện trách nhiệm xã hội của chủ nhà máy. Đặc biệt, khi khó khăn, người lao động càng mong cống thưởng Tết. Việc công bố sớm giúp nhiều người an tâm. Chiều qua tại Sóc Trăng, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức bàn giao kết quả dự án đánh giá tài nguyên cát biển phục vụ các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long cho tỉnh Sóc Trăng. Tại buổi bàn giao, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên cho biết, việc hoàn thành giai đoạn 1 dự án đánh giá tài nguyên cát biển tại tỉnh góp phần đáp ứng nhu cầu san lấp các dự án đường cao tốc và hạ tầng giao thông đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với tình thế hiện nay khi các sông gặp khó khăn. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đánh giá với khối lượng cát biển khoảng 680 triệu mét khối tại khu vực B1 đảm bảo vật liệu san lấp mặt bằng cho các dự án đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh Sóc Trăng và đáp ứng cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng mong muốn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan đơn vị chức năng tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn để tỉnh thực hiện các trình tự thủ tục đảm bảo khai thác đúng theo quy định nhằm sớm triển khai khai thác cát biển trên địa bàn tỉnh phục vụ cho các công trình dự án trọng điểm.
cao tốc lưu thông rút ngắn khoảng cách đi lại, người dân được lợi trăm bề. Như tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ vừa được khánh thành, rút ngắn thời gian đường bộ thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ chỉ còn 2 tiếng. Sáng sớm, nông dân ở Cần Thơ thu hoạch nông sản, thủy sản. Đến trưa, những sản vật này có thể có mặt trên bàn ăn ở các nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ lâu, chúng ta xác định giao thông phải đi đầu để phát triển kinh tế. Nhưng cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi đóng góp đến 43% GDP, khoảng 42% giá trị kim ngạch xuất khẩu, 46% tổng thu ngân sách của cả nước. Nhưng đến nay, chỉ có khoảng 200 cây số đường cao tốc. Còn với vùng đồng bằng sông Cửu Long, giữa lúa của quốc gia, thì gần đây mới có vài đường cao tốc. Cơ hội để làm bật dậy nền kinh tế của vùng đất trù phú này bị chậm lại nhiều năm. Và nay, cơ hội này phải được tận dụng tối đa và quyết tâm rất lớn để nhanh chóng hình thành 8 tuyến cao tốc như kế hoạch đề ra đến năm 2030. Cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực, sự phát triển giữa các vùng nông thôn và đô thị của Việt Nam còn sự cách biệt khá lớn dù vị trí rất gần nhau. Khoảng cách này sẽ được kéo gần bởi tốc độ kết nối lưu thông, cụ thể hơn là nhờ các tuyến cao tốc. Kéo gần giao thông cũng tạo điều kiện để các vùng đô thị chiều dắt các vùng nông thôn, liên kết dịch kỵ đời sống kinh tế xã hội. Vấn đề này càng nhận thức rõ khi đề ra các vùng kinh tế trọng điểm và quy hoạch phát triển vùng. Từ đây, trong những năm qua, chúng ta tăng nhanh các kế hoạch phát triển đường cao tốc. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 500 cây số đường cao tốc được đưa vào sử dụng như Dầu Dây Phan Thiết, Mai Sơn, quốc lộ 45 và nay là Mỹ Thuận Cần Thơ. Xây dựng đường giao thông phục vụ phát triển kinh tế hiển nhiên tác động đến sự phát triển văn hóa xã hội của các khu vực liên quan. Giao thông giúp xóa nghèo theo cả kẻ đen lẫn kẻ bóng và nâng dần mức sống của người dân để lấp đầy sự chênh lệch vùng miền. Niềm hy vọng càng lớn khi hàng loạt tuyến cao tốc khác được khởi công để hoàn thành vào năm 2025, đưa tổng chiều dài các tuyến cao tốc trên cả nước lên khoảng 3.000 cây số. Trong số này, chỉ riêng đồng bằng sông Cửu Long có đến hơn 450 cây số. Có thể nói đây là giai đoạn tăng tốc cho thời kỳ phát triển mới của quốc gia. Hệ thống giao thông tạo nền tảng cho các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế tiếp là nâng dần mức sống của người dân. Lào Cai thành công trong việc nhân giống hai loại nấm dược liệu quý là nấm linh chi GA2 và nấm đầu khỉ HE2. Đây là tin vui của ngành nông nghiệp và những cán bộ khoa học trực tiếp tham gia mô hình chuyển giao quy trình kỹ thuật nhân giống thương phẩm đối với hai giống nấm dược liệu đặc biệt quý này. Thực hiện từ tháng 9 năm nay, mô hình chuyển giao quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng nấm linh chi GA2 và nấm đầu khỉ HE2 là chương trình hợp tác giữa Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh với Viện Nghiên cứu và Phát triển nấm ăn, nấm dược liệu Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Các đơn vị thực hiện tiếp nhận thành công làm chủ quy trình nhân giống hai dòng nấm từ G1, G2, G3 thương phẩm và sản xuất trên 10.000 bịch nấm và đang sản xuất thêm lứa tiếp với 2.000 bịch nấm linh chi GA2 từ nguồn tự nhân giống. Trên thị trường, nấm GA2 có giá 350.000 đồng một ký nấm, đầu khỉ là 600.000 đồng một ký. Việc nhân giống thành công hai loại nấm dược liệu giá trị này là cơ sở để cung cấp giống thương phẩm cho người dân. Theo tính toán, sản xuất thương phẩm của người trồng nấm có lợi nhuận 30% giá thành. Toàn huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau có hơn 20.000 hecta nuôi cua sen canh, trong đó hơn một nửa diện tích đang vào vụ thu hoạch. Xác định nhu cầu tiêu thụ của thương phẩm tăng cao trong dịp lễ Tết sắp tới, nông dân huyện đang tích cực chăm sóc, sẵn sàng để cung ứng cho thị trường. Theo kinh nghiệm của hộ dân, thời điểm cuối năm, nhất là Tết Dương lịch. Và đến Tết Nguyên đán, cua thương phẩm rất hút hàng giá cao. Điển hình như dịp cuối năm ngoái, giá cua tăng cao ở mức kỷ lục từ 800.000 đồng một ký đối với cua y. Riêng cua gạch có giá 1.200.000 đồng một ký.
Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nông dân đang tăng cường bổ sung nguồn thức ăn, sử dụng chế phẩm sinh học men vi sinh, tạo môi trường thuận lợi để cua phát triển, hạn chế rủi ro dịch bệnh. Những ngày qua, liên tiếp các tàu cá gặp nạn bởi thời tiết trên biển trở nên nguy hiểm hơn khi có những đợt gió mùa đông bắc tràn về. Các chuyên gia khí tượng nhận định, từ đây đến Tết, hình thái thời tiết nguy hiểm rất dễ xảy ra ở vùng biển nước ta. An toàn cho các tàu cá khai thác cần phải được đặt lên hàng đầu. Ông Nguyễn Thanh ở xã Phước Đông, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng bởi ông cùng 100 cư dân khác gặp nạn trên biển sau khi tàu cá gặp sự cố giữa sóng to gió lớn vào tối 23 tháng 12. Các cư dân may mắn được an toàn, nhưng chiếc tàu mà gia đình tích cóp cả đời mới có được thì dở dụng. Mất của nhưng người an toàn, người làng biển cho đó là may trong rủi. Bởi cũng trong những ngày qua có trường hợp mất tích cả tàu lẫn người. Như tàu cá PI-96121 của cư dân Phú Yên gặp nạn tối 22 tháng 12 trên vùng biển Vàng Trinh, Khánh Hòa. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích 5 cư dân. Giữa biển, một khi tàu cá gặp sự cố hỏng hóc lại gặp thêm sóng to gió mạnh, rủi ro càng dễ ập đến. Ngư dân không phải không biết điều này, nhưng trước Tết ai cũng muốn mở chuyến biển để có thu nhập. Tại tỉnh Khánh Hòa, ngay ở vùng biển ven bờ, những cột sóng cũng rất cao. Còn giữa biển khơi, sóng to gió lớn càng dữ dội hơn. Do vậy, khuyến cáo liên tục đưa ra, dù không phải là bão hay áp thấp nhiệt đới, chỉ là những đợt gió mạnh, nhưng không vì vậy mà chủ quan. Đặc biệt với ngư dân, tính mạng, tài sản đều nương theo những con tàu giữa biển. Sự cẩn trọng, chuẩn bị ứng phó những tình huống xấu nhất phải luôn được đặt lên hàng đầu. Thông tin vừa rồi cũng khép lại nhịp sống cày bới sáng nay. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.